Đây nha anh em nhá. Đây, anh em mà đang đi ô tô mà cái dàn lạnh của anh em có bị như này không ạ? Đấy. Đấy, anh em thấy không ạ? Đấy, nguồn bệnh nó xuất phát từ đây chứ đâu. Đấy, cái này là những cái nấm mốc này, bụi bẩn này, mà sau thời gian sử dụng dài là cái nó sẽ bám vào trên cái dàn lạnh của anh em chúng ta như này này. Đấy. Anh em cứ bảo là ở trong xe thì nó sạch đúng không? Đây. Đây là sạch của anh em này. Anh em thấy không? Đấy. Đây. Dì xét này, xong rồi bụi này, nấm mốc sẽ ở đây, nó sẽ sản sinh ra từ đây và cái không khí này tuần hoàn ở trên nó sẽ sản sinh ở trên cái tuần hoàn không khí trong cái dàn lạnh này và nó đi ra khỏi vào trong khoang nội thất trong xe. Đấy, anh em cứ bảo là trong xe thì nó sạch như thế là sao nó bẩn đúng không? Đây, anh em nhìn thấy không ạ? Đấy. Thấy chưa? Đấy, chứ không phải là anh em cứ bảo là ở trong xe mà có lọc gió, lọc bụi mà anh em lấy gió trong này thì sẽ không bao giờ bị bẩn này. Thế cái đấy là không đúng rồi nha anh em nhá. Đấy, mà anh em mà đi xe mà cái tình trạng bị như này thì hãy đến với Agala Thái Nguyên, Auto 365 Thái Nguyên để em vệ sinh cho. Đây là cái thành quả em đang nội soi. Còn nếu như mà anh em chờ thành quả một lúc nữa, sau khi em vệ sinh xong thì xem cái dàn lạnh nó sẽ như thế nào nhá anh em nhá.